Đây là đài truyền thanh thị xã Hương Thủy. Đây là đài truyền thanh thị xã Hương Thủy. Mời quý thính giả theo dõi chương trình phát thanh của đài truyền thanh Hương Thủy. Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin tức và các nội dung đáng chú ý sau. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 10, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh, có Ủy viên Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và lãnh đạo các sở ngành. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đề nghị các thành viên dự họp xem xét cho ý kiến về tính hợp lý và phù hợp với quy hoạch tại điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch, tính phù hợp của việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đưa vào nội dung quy hoạch của tỉnh. Phương án phát triển của các ngành lĩnh vực và các tổ chức không gian phát triển đã phù hợp với tính đột phá để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh, là trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ theo mục tiêu mà nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị đã đề ra, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo thẩm định do cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị. Bố nó ơi, con gái gửi tiền về rồi này. Vậy hả? Dạo này nó làm ăn được gì? Gửi về mỗi lúc một nhiều. Bên Hàn chắc cũng ổn thế ông ạ. Tôi chỉ lo nó chưa biết tính đường dài thôi. Bà nói phải, hay mình gửi tiết kiệm ở BIDV cho nó đi. Sau này về có vốn làm ăn, bây giờ gửi là được nhận tiền trúng iPhone đấy. Ôi, ông nói thật á? Thế gửi thế nào vậy? Con gái báo gửi tiền về là mình ra chi nhánh BIDV nhận. Chỉ cần nhận tiền kiểu hối từ 12 triệu đồng trở lên, rồi gửi tiết kiệm từ 5 triệu là được ngay 200.000 đồng tiền thưởng, thêm một mã quay số trúng thưởng một trong năm điện thoại iPhone 14 Pro trị giá 28 triệu đồng. Wow, trúng iPhone xịn thì tha hồi gọi FaceTime cho con gái yêu, để tôi đi gửi luôn. Chương trình kéo dài từ nay tới ngày 29 tháng 2 năm 2024, nên hàng tháng con gái gửi tiền về là mình ghé chi nhánh BIDV nhận và gửi tiết kiệm thôi. Nhận tiền kiều hối gửi liền, trúng iPhone xịn với tiền trao tay. Nhận tiền kiều hối gửi liền, quả vô biên cùng BIDV. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh của đài truyền thanh Hương Thủy phát trên tần số 95.3 MHz. Chương trình được hiện bởi phát thanh viên Văn Hiệp, kỹ thuật thu Hoài Lam, biên tập chương trình Thanh Đoàn, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Văn Đấu. Tất cả chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.